trời một giật luôn nè. Ủa là sao vừa bây giờ ông ăn một mình hả? Ý là không có công chị... bằng này, là đúng không? Đúng không? Không phải là nói nhiều mà không công bằng. Không phải, nè, cái này là bên đây là một hộp này là mấy cái giá là 10.000, 10.000 hai cục, còn bên đây là có giá 5.000. Dẹp cái máy game vô đi, bây giờ có chơi không? Đó bây giờ là hai vợ chồng, ấy lộn, hai chú cháu em sẽ chơi bút ba nha. Vậy là không đúng rồi. Cắt ra đi. Rồi. Mới đưa ra nói như vậy là phải như vậy đúng không? Là bây giờ sao? Bây giờ bên đây là cái duyên chiên nhiều. Cái này nhiều, không cần biết, không cần cho nhiều. Bán ba treo đầu dê bán thịt chó là không được. Là sao? Treo đầu dê bán thịt chó là tại không vì bên đây là cái giá trị là 10.000, đây bây giờ vô làm hay là hợp điều lại. À, cái này là sớt, sớt ra. Trời ơi mấy đứa này làm cái gì vậy trời, tao hiểu luôn á. Là cái này ra. Em phải làm khẳng định là tự nhiên làm một hộp nhiều một hộp ít. Bây giờ là đâu phải khuyến mãi, cái này cho khuyến mãi à, không vô làm để hay không có vô. Nhưng mà hai hộp đều với nhau. Tự nhiên sao tại sao hai hộp 100 mà bên nhiều bên ít lại vậy, bây giờ khách người ta complain kìa. Rồi bây giờ nè mọi người, bây giờ làm lại từ đầu. Bây giờ chương trình là em với lại A Lũ Có này là sẽ cá. Đó là em sẽ cho tên ông tên gì? Như vậy á, sớt ra như vậy, còn ăn hết rồi mới khuyến mãi. Ủa cái này nãy giờ có ăn không vậy? Không có chơi rồi, ở đâu? Để lấy cái này vô làm này luôn. Cái này trước, nó chiên miếng trước, nó đổ vô đây, nó đem cho. Ông không hiểu. Rồi với cuối cùng cũng là coi như là hai hộp trò trộn chung với nhau phải không? Thì hai hộp là 200 là tại vì tụi nó sớt này vô trước. Khỏi, đem vô đây. Để đây khỏi sớt rồi. Trời ơi, mấy má này không biết giải thích cho ổng. Mấy cái này có nghĩa là em cái này khuyến mãi rồi. Không phải nè nè, ông dòm con mắt của nó kìa. Ông dòm con mắt của nó sao nó chia đều. Tôi chia đều được. Đó bây giờ tại vì một phần nói một lời thôi, đừng có nói hai lời. Đâu có ai nói hai lời. Không phải tại ai có nghĩ hai lời. Rồi. Thí dụ một hộp bình thường tôi lại mua một hộp. Rồi mày đưa cái này tao chạy về nhà rồi. Tao đâu biết cái lần thứ hai mà tao lại mua là nó nhiều như vậy đâu. Không, tại vì hồi nãy kêu một phần 200. Cái không công bằng. Kêu một phần 200 mà về á có phải thông cảm cho nhân viên em nó bị lé. Nhớ ra chưa? Lẽ mà chế chiên hai hộp này là xong mà hai hộp giống vậy nè. Ờ. Đi bảo vậy. Chết rồi. Bây giờ kêu anh Lũ ơi, đang lấy vô chung không có khóc nhẹ. Rồi bây giờ là chương trình là em sẽ mời á có, bây giờ là hai tụi em sẽ chơi chương trình là bút ban. Là nếu mà á có ăn hết hai hộp này thì là quái đản. Đúng không? Còn nếu mà ăn không hết hai hộp này là có phải bù tiền túi 2 triệu để nộp cho quán. Để mà lì xì cho mấy nhân. Cái làm ăn này bằng đời chắc ăn không hết trả tiền gấp đôi rồi đã lố lắm rồi đúng không? Rồi bây giờ sao chạy? Là trả tiền gấp đôi thôi chứ đâu phải là 2 triệu. Ở đâu mà có chơi phóng bạc mày nữa. Trả 2 triệu à. Gấp đôi là bao nhiêu? Hai hộp 200 trả 400 là người mà trả tiền gấp đôi. Cái này tao phóng bạc đó rồi đó. Thôi một rồi. Vậy bây giờ mày ăn đi. Cái chim dịu ra đi. Ờ vậy được. Từ từ cái gì cũng từ từ nói kèo chứ. À nói kèo rồi bây giờ kèo sao? Bây giờ là thương lượng đi nè, bây giờ anh muốn sao? Thôi, khởi hành à. Rồi bắt đầu nha. Rồi bắt đầu tính giờ đi. Cái gì tính giờ nữa ông nội. Qua wow, cái này ép vô thấy kẹt mày đừng có nói đâu 10 phút. Trời ơi chứ bây giờ chị chạy ra vậy luôn. Nếu mà không tính giờ. Bây giờ ngồi miễn tới quán dẹp này thôi với là. Trời ơi vậy biết chừng nào quán dẹp. Rồi nói một tiếng. Nè bây giờ rồi một tiếng nè. Cái gì một tiếng ra. 20 phút 15 phút đi thôi. Mà còn phải nhai. Vừa phải nuốt. Trời bây giờ nếu mà chơi giống như là chơi hai hộp ăn từ nào quán dẹp. Cái ông ngộn nhịp dòm đó. Ông vừa hát ông vừa chơi ông vừa ăn nó cũng đâu có gì đâu. Thời gian một tiếng đồng hồ. Thôi không có thời gian một tiếng nữa. Dạ. Vô con, hai mấy con mình. Sao? Dạ. Một tiếng lâu lắm chị ơi. Một tiếng làm sao mà cái máy nó quay nó đau được một tiếng được. Bây giờ 20 phút đi. Đó bây giờ người lên người xuống đi. Wow, không có đâu. 20 phút mà vẫn chơi. Thôi rồi bây giờ ông cá là nó đây 10 phút. Ờ giờ cả tôi 10 phút. 10 phút ăn đi. Ăn hết tay hộp nha. Ăn hết tay hộp. Rồi bây giờ sao cá gì? Bây giờ ông cá. Bây giờ cá ăn cái gì? Ông nói cá ăn gì? Cá tiền gấp đôi. Bây giờ tôi hỏi ông là cá ăn cái gì? Cá ăn gì? Ờ cá ăn bò bò. Cá ăn bò bò. Cá ăn kiến. Cá ăn cá con. Cá ăn kiến ăn cá. Thì cá ăn cá con cũng được vậy. Cá ăn cá viên chiên đây đừng có nói. Bây giờ bắt đầu vô cuộc chơi và đóng đập dập trước đi rồi chơi sao? Không, bây giờ chơi luôn đi để cái viên chiên nó nở nữa. Đừng có nói tiền mất tình cảm. Đó đúng rồi, dễ thương nè. Cái khúc này phải ông rồi đó. Giống như ông Lai nói mình không à. Đúng rồi. Rồi sao bây giờ? Giờ sao? Nửa tiếng.
nửa tiếng, nửa tiếng 30 phút. Hết hết đồ ăn luôn nha, cải chua đồ này kia luôn nha. Còn hết cá viên chiên là có giá trị. Một rồi mày nói cải chua uống hết tường, ăn luôn cái hộp luôn đi, vậy mày ăn luôn đi. Vậy giờ sao? Bây giờ chế phải cá nhiều phút mà có cho ổng uống nước không nữa đó. Ổng đủ chặn đi nước. Nói luôn đi. Có cho uống nước không? Cá là phải. Ồ vậy có cho uống nước. Cho uống chút xíu, uống một hộp thôi. Chút xíu. Uống một hộp. Ý là mình thương lượng bây giờ là trong thời gian mình. Giống như chảy ra chưa, cái bánh phun lăng mà cũng 16 á. Đó mày ăn luôn đi cái bánh đó. Uống nước mày ăn luôn. Rồi uống nước bình thường, uống nước bình thường. Nói là miệng cậu. Rồi uống nước bình thường, uống nước bình thường. Cái gì cũng phải để tự nhiên. Ly này đi ha. Rồi mới thêm nha. Rồi. Mới thêm nước. Cái gì tự nhiên là được rồi. Wow. Rồi. Mong ăn lẹ đi 10 phút rồi. Rồi. Móc điện thoại ra trước đi. Móc điện thoại đúng rồi. Giờ giúp. Mấy giờ? 26 phút. Bây giờ nha, bây giờ. Anh bấm đau thức luôn. Nó nghe ok, tiếp thôi. Mày bấm cái chữ đó luôn á. Đúng rồi, 10 phút mà. Cái tâm lý mày. À có đi con giữ điện thoại cho. Thôi, khỏi giữ đi. Trái nhà. Bây giờ sao? Rồi, ăn là ăn 30 phút. Rồi, 30 phút. Mà cũng nhiều quá, con không có được 20 rồi. Tới 11 giờ. Nhiều rồi, vô ăn đi. Học ít mẹ. Đi ta thi là có 20. Ồ. Thôi, ngừng đi. Thôi, mình giao lại đi, chưa chịu kìa. 20 thôi. 20 là nhiều lắm rồi. Xíu à. Cũng vô ăn luôn đi. 30 phút. Ok, 30 phút đi, 30 phút nhưng mà có thể thương lượng. Có nghĩa là ông vừa ăn vừa nói chuyện với tôi phải tập trung vô ăn hoài đâu nha ba. Rồi, đừng có đánh lạc hướng nữa rồi, mất hết thời gian đâu thua hả? Không phải, ý là tôi có quyền tôi hỏi ông cái gì ông trả lời với tôi. Tôi có quyền chọn lựa không trả lời. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, nhà có đâu. Câu hỏi đơn giản, có quyền trả lời. Ở trời, cái gì vậy? Tự nhiên hỏi nhà đâu chỉ trên trời là gì vậy ba? Cuối cùng 30 phút đi, kệ chạy ra 30 phút. Tính cải chua luôn. Tính cải chua. Không. Thôi vậy một hộp cải chua thôi, bên đây không hết cũng được. Tao không thích ăn cải chua, bắt ăn. Phải bắt buộc ăn chứ sao. Rồi bây giờ cuộc thi sẽ được phép bắt đầu nha quý vị nha. 100, 200. Đó, 30 phút là A Có sẽ ăn hết 2 hộp cá nhân chiên. Nếu mà ăn không hết là A Có sẽ hoàn tiền gấp đôi. Còn nếu mà A Có ăn hết 2 hộp cá nhân chiên trong vòng 30 phút là quái đản A Có. Đó, Việt Nam nói là làm nha. Chẻ phải liếm hết cái tường luôn nha. Liếm hết thì ác quá không? Thôi chị liếm hết bên tường. Không có liếm là chó mà, liếm rồi. Trời. Cái gì vậy? Đừng có động tay động chân. Đừng có động tay, đúng rồi. Đừng có vuốt tết nữa, mấy anh Chí bay vô đây. Có Chí chờ cái gì vậy trời? Đó, bây giờ trong thời gian là... Ăn muốn ngọt, ăn ngon, có bụng cũng khó quá. Không ra được. Không, tại vì mình thi là mình... Lát anh hết nói chuyện luôn. Giàu quá. Ý là mình có gì? Tôi có một cái ý tưởng à. Nó bán cái viên chiên ngày mai tôi tắm chiếc xe bán nấu nước sầm bạn. Nấu nước sầm? Bán nước sầm á. Chọn bạn á, bán ai? Bán nước sầm 10 sao rồi người ta bán nước thì sao ta bán không nổi. Ăn cá viên chiên nóng phải uống nước sầm. Trời ơi, chết rồi. Vậy là quán phải bán đi nước sầm rồi. Uống nước đi Hoàng Thượng. Ở trong có nhà đam cũng mát lắm không, muốn không? Đúng rồi nè, nhà đam này chia nè. 24 vị á. Đâu? Tôi có cố nha. Ờ. Giết hả? Cái này được. Làm tao giống như là con Nga Phương Mô vậy, chết mẹ. No mà có. Thua đi ông, tôi nghĩ ông thua đi, thiệt có nhiều lắm á, ăn không có hết đâu. Như em để đũa lên cho nó ngớt rồi hết rồi ta. Đấy. Đũa em để cho nó ngớt rồi. Đấy. Đấy. Bánh lớn á. Đấy, nó kêu đâu thua à. Ông thua ở nha, rồi má 5 phút rồi đó. Trời cái này mày đủ má hết nói chuyện luôn á. Ý là thua, để dụ bây giờ mình thua nửa chừng mình chỉ cần trả 2 hộp cá chiên, không có cần gấp đôi. Giảm như là mình có vé ưu tiên á, mình dừng cuộc chơi á. Giờ do thời gian thương lượng á. Chứ mới công người ta coi clip thì người ta nói là bên đây ép ông này kia nọ nữa. Thì bảo ngán lắm. Mấy chứ ớt sao tự nhiên cho ổng cắn ớt, ổng đỡ thừa mình á. Đó, trong thời gian A Có đang ăn, bây giờ tụi em sẽ phục vụ A Có là sẽ hát tiếng hoa tặng cho A Có nha. Rồi, hát tiếng hoa đi con. Bài con bướm xinh đi. Con có bướm xinh.
Xin con bướm xin con bướm đa tật ê nhiễu nha. Mới nhiễu mà nè. Mới nhiễu gì á? Không có nhả ra nha. Lỡ rớt xuống cũng phải ăn. Rớt. Đúng rồi, tại vì mình tính hai hộp nha. Trong thời gian quy trình là đang thi đấu nè. Đó là không có ngọ không có được nhét cái viên kiên rồi vô túi nha. Đúng không? Vui vẻ. Không đủ thời gian. Ý là ngọ với lị là vui vẻ với nhau. Ủa nãy cho ăn nhiều chị á? 30 phút à. 30 phút là tới 10 giờ 55. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ 4 phút rồi. Đúng rồi, đúng rồi, 4 phút. Đúng rồi, 4 phút rồi. 4 phút rồi. Không mà nhà anh chịu khó ra đây ăn ngay hộp này tốt. Mà hỏi nỉ lâu. Yêu gì lắm, ở dưới còn cơm trắng nữa kìa, dưới cái hộp kia. Kìa, ở dưới cái hộp kia còn cơm trắng nữa, ăn không hết đâu. Ở dưới cái hộp kia em độn cơm trắng nó quá trời luôn. Có cơm với bún đồ dưới em để dưới đó. Ở trong thời gian thi đấu là không có lọn tay lọn chân, không có bỏ bọc đem về nha. Ăn là mình tính ở trên bàn á, tôi nói trước á. Biết hôm qua lên chùa làm gì không? Làm gì? Ăn tới ở trong mới bắn bún, bún nhiều chai nó hết. Mẹ bún luôn. Anh nhìn kỹ lại hộp này chưa? Nhìn kỹ hộp này chưa? Có bún với cơm á, ông ăn hết đâu. Cái này mẹ hết trơn. Ở trong nó đụng mấy cục đá. Trời quá trời kìa. Đậu hàng đi có thôi chứ. Đó bây giờ là trong thời gian A Có đang ăn cái viên chiên thì em sẽ phục vụ cho A Có những con số lô tô. Con số gì đa cờ ra mà con mấy con mày gì đây mấy gì đây. Trong căn nhà quan dường như có ma nó lú đầu ra làm em hết hồn. Con ma đâu, đừng có đụng tay chân nha. Đụng tay chân là thua nha. Kiếm đinh ngon vậy. Không có ở đâu, ai gọi vậy? Không có gọi điện thoại nhờ người thân nha. Thi đấu là của hai đứa mình, đưa đi giữ điện thoại đây. Đưa điện thoại đây. Nó họ bên kia nhiều lắm, ăn không nổi đâu. Trời ăn một lần hai cục luôn rồi trời. Hay quá có. Nửa đường. Sao không có đủ thời gian rồi. Thua rồi, 10 phút anh mới ăn kia nữa. Bởi vậy. Không bây giờ có nước đậu hàng đi là chỉ trả tiền hộp thôi, khỏi khỏi gần gấp đôi vậy đó. Ăn bốc đi cho nó lẹ. Uống nước đi, uống miếng nước đi. Dần đi anh ơi. Thua rồi. Thiệt á. Thiệt chứ bộ. Làm giống như là ép ổng vô đường cùng thiệt á. Tôi chỉ thi đấu vậy. Hồi nãy mà ông cho tao một tiếng đủ mày mà nói nữa rồi. Trời mà một cho một tiếng chẳng cái nào tôi lấy con dao tôi tự tự tử thôi. Trời ơi, mình thi đấu mình phải công bằng với nhau. Không được tao nói mày không có thi. Không có thi đâu, cái này tự ăn rồi. Là cái gì vậy? Mà. Ủa đang thi mà. Là cái gì vậy trời, đừng làm tôi bất ngờ nha ông nội. Trời ơi, tôi mà bất ngờ là ngồi ông bực ngựa đó nha. Tôi nói trước đó. Lị với ngọ. Ngọ nói cho Lị nghe nha. Lị, cái gì hả? Cái đó khuyến mãi á nha. Kìa. Quà bất ngờ kìa. Đôi dép đi rồi kìa. Đôi dép. Kìa giờ ông kìa, giờ mới học kia kìa. Không ai chơi gian lận đâu. Ăn bật. Bán không đủ như cái này à, chửi. Cái gì vậy? Cái nào cũng bị chửi chắc. Không, ở đây cái nào có nó đâu đó rõ ràng. Tụi tôi không có làm vậy. Cái gì vậy? Tôi đánh trong tướng vô mà chết mẹ. À, đúng rồi, đúng rồi. Chừng ra có nhiều cái viên chiên chân lên. Kiểu này sợ thua rồi. Đổ quá, dở dở, dịnh dịnh nha. Quán sợ thua rồi. Thôi nhìn ngán quá à. Chị lấy cái bánh bánh xèo quá vậy, lấy bánh xèo quá vậy. Tôi chẳng biết, tôi chẳng ghé, tôi chẳng thấy. Áp lực quá, đủ rồi. Áp lực tạo nên kim cương. Có quyền đợi. Để ngang lên. Ta có quyền đợi. Tạm đẩy đổ, 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 đổ. Đấy đây. Đó là 200 chuỗi chân hết á. Nghiêng về. Anh ăn hết đi, chân tiếp. À, dạ trời ơi, cái một đổ anh vô, để một đổ đó mà. Ôi chết rồi. Má nó chết mẹ rồi. Ê kêu quán dọn từ từ vừa đó, nãy ông nói quán dọn là kết thúc á. Ê được không nha, thấy mặt ông xanh lè vậy trời. Ôi đầu hàng đi có ơi. Ai biết, thấy mặt ông rung, mặt ông xanh lè luôn rồi má ơi. Ông cho tôi gọi cho mũi quá. Mũi là ai vậy? Gì á? Alo, mũi, lấy xe lại cứ A Có kìa.
À mũi rồi quá. Rồi quán cứ có gì à, có cá với ngọ. À có ăn cái này không cái gì kia. Mới ăn hết một hộp cái mặt. À có cho lè à mũi. À có hở rồi lè chứ mũi ơi. Lè đi để không kịp nhìn mặt à có hả mũi. Mặt à có lè mũi ơi. Cái gì vậy đêm cuối vậy? Con này mày nói khùng nó đi. Đồ không có đầu hàng nữa có. Không đúng mà kìa. Chó rồi. Vậy là chút bidê mình có xô luôn nè. Chút bidê mình có xô đi luôn nè. Ồ. Mắt ông đỏ. Mắt ông đỏ luôn rồi chị ơi. Ồ thôi không có được. Thôi mình bỏ thêm cái bánh xèo được không? Chạy ơi kiểu đầu hàng đi chạy ơi. Đâu ổng nói với em, ổng nói nhỏ chấp chấp mày thêm tô cơm nữa. Trời. Ghê vậy. Cái này em nói không? Trời ơi. Ông ở trong nhà em á, ông ăn lần nữa nồi cơm. Trời ơi ôi, ăn giống bộ đội quá vậy. Được. Chơi mà chơi đánh, chơi lấy tâm lý không? Ôi gọi chơi chơi đàng hoàng vậy. Đây. Rồi chiên hết này cho ổng đi. Này 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 để giọng đi. Má anh đồng cái này anh kiếm gì uống nha ba, kiếm nước. Ơi nặng đó nha. Lát hết rồi. Nó nấu một tuần không miệng. Ồ. Không lát kiếm đủ đủ ăn á. Đủ đủ, đủ đủ cũng vậy rồi vậy thôi. Má này một mình không ăn luôn á trời là trời. Lên tương hết tương rồi. Thêm tương đi. Lấy cái hộp đẩy cái hộp kia lên. Đẩy cái hộp kia lên. Lâu lâu kéo được, được kéo hoài. Cá hoài chết luôn á. Chết mẹ, không kịp rồi chú Lũ ơi. Nghe giờ 37 rồi. 15 phút nữa. Má mà ổng xanh lè, nước mắt ổng chảy luôn rồi. Má ơi, má tôi tức ghê á trời. Trời ơi. Chứ ổng nghe người ta nói hả? Ra đường ngõ hơn ai hơn, nhưng mà về nhà đừng có hơn lị á. Hung cái nha. Hung cái lấy tinh thần nha. Hung cái là trời đó đụng má. Vợ quay clip lên trời đó đụng má. Không có đâu vợ cho chơi BD mà. Vợ cho chơi BD. Ngồi thua đi có ơi, nhiều lắm có ơi. Không ché mấy cái này thấy ghê nè ché. Ờ. Mấy cái ghê cái này nó dính đầy. Thì đó. Cái này là khó. Dính lắm đó, dính lắm đó. Chiên nước mắm không? Bây giờ chiên nước mắm cho dễ ăn không? Lấy hộp này chiên nước mắm mình dừng thời gian lại. Hay mình xào miếng rau muống cho dễ ăn. Anh cái vú dê không? Ý là có rau muống, có màu xanh đồ này kia kia nọ. Có rau muống à, có giờ mà có đỡ ngán. Hay có đổi ý là có muốn ăn rau găm. Ủa mặt xanh lè, nước mắt sống chảy luôn rồi có ôi. Ôi. Trời ơi. Uống nước đi, uống miếng nước đi có. Ồ. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi trả nửa tiền cũng được nữa chứ. Ủa thua là trả tiền em nè. Giỡn chồng chán. Ghê quá à. Chết mẹ. Kêu xe đi Tu ơi. Kêu xe đi kìa. Đứng ngoài vậy trời. Kêu xe. Kêu lẹ đi kìa. Chảy nước mắt sống kìa. Kêu xe. Xe kìa nấy. Đỡ ngồi bỏ người tay đỡ đây nè. Trời ơi tao ơi. Trời ơi. Trời ơi. Có ơi bỏ đi có ơi. Chó để gì từ từ về nhà tính đi coi. Con bóp dai cho có nha. Ngõ bóp dai cho lị nha. Bây giờ anh lấy tường anh đổ vô luôn ăn vô. Không quyết tâm rồi đó. Lấy cái mũ ngon. Ồ. Ồ, lát đó về nhà ông bị... Đưa cho mình ăn không á. Ờ sắp học phát ách đúng rồi phát ách đó lắm, mày tốn tiền được mày.
mày trả tiền á. Lát không đâu. Lát nhiều không nghe giống như kiểu là chế đầu nhiều quá. Thôi thôi coi như tôi thua đi. Thôi thua đi hai hộp đó, tháng 7 tôi khỏi cúng được không? Chứ bây giờ ngồi làm như là chết lại rồi. Tội mò nó phát sinh ra tiền vô bệnh viện tùm lum tùm la sốc ruột rồi này. Trời ơi ôi ôi. Là ngõ sỉ nhỏ luôn rồi. Giống như mà đi đi là thăm mấy bà già gì bán yến khố vậy á. Ờ chết rồi. Thôi bỏ đi con ơi. Thôi bỏ đi con ơi. Thôi ngõ thua cho con ơi. Khoảng 10 phút nữa. Thua. Gì ngõ tính nói vậy? Thua ăn từ từ, cũng phải ăn hết. Không, sợ không đủ thời gian để mà ăn thôi. Nhưng mà em hỏi bây giờ vô bệnh viện ai trả tiền? Ờ bây giờ ví dụ mà phát sinh mấy cái vụ mà tiền phí bệnh viện là ai trả? Là ngõ tự chịu nha, chứ Lị không có chịu đâu nha, nói trước đó nha. Lị chịu. Chịu không? Ăn hết, nhưng mà sợ không đủ thời gian, biết không? Ờ. Rồi biết không, chịu thua thì tôi ngồi ăn từ từ, nói chuyện chơi. Ờ. Nhanh á thì tôi vô bệnh viện thì trả tiền. Còn mà như kiểu có thời gian á thì ta ăn ăn lẹ á, tao vô trọng giống như bà ba giấy số á. Thôi ghê quá à. Là em trả tiền hiểu không? Thôi xù vậy. Vô bệnh viện là tôi trả tiền á hả? Thôi giờ tôi thua cho ba. Trời ơi thôi thôi đó coi như hai hộp này tôi cái gì đi. Đó tháng 7 này kia kia nọ mình gửi chút quà chút lọc đi được không? Chứ giờ sao? Tháng 7 rồi nè. Tháng 7 rồi đó má, ở trên tháng 8 rồi. Không chơi ở đâu má ơi. Để đây ăn. Ý là không chơi nữa đâu. Chơi thì không chơi, để ở đây ăn từ từ. Không, ý là nghỉ chơi, không có chơi cá nữa. Không có, tôi không có đâu ăn. Là sao? Không thích ăn. Nè, đem cho tao ăn hết cái này. Thôi vậy chơi nữa đây, chơi nữa. Thôi chơi nữa. Chơi nữa, tôi chơi nữa nha, tôi mới chơi. Tôi đang chơi nữa, tôi mới bỏ chơi nha. Tại vì đang chơi hùng đều là chơi. Đi tour đều đúng không, tôi đâu có bỏ tour. Đi đều. Nói là hai ba là không có hạn thời gian phải không? Không chả. Ê mấy nơi không có hạn thời gian, nói thua rồi không? Không, không cá nữa. Không cá nữa. Thì nửa tiếng mà. Nãy giờ nửa tiếng mà. Nãy giờ chơi nửa tiếng. Còn nhiều mẹ. Chơi nửa tiếng nữa đi chứ em mà chống ăn 10 phút được chết thiệt. Ờ. Bây giờ. Bây giờ ăn từ từ. Thôi vậy chống 11 giờ luôn á. Miếng ăn rồi thôi. Chơi đi bị sao hết. Ờ thôi ăn chơi chơi đi hết rồi thôi, không hết rồi. Gấp gấp quá làm gì. Tại ông gấp chứ ai gấp. Ông ăn một lần hai cục mà ông nói tôi gấp. Người ta ăn một lần một cục, ông bóc một lần hai ba cục, ông ăn một lần một rồi ông nói tôi gấp là gấp sao? Nó trả giá đi. Trả giá gì đâu, tự ngồi Lị nói mà tôi. À, bây giờ xả kèo mới nói chuyện ha. Chứ nếu trước tiên vô nói một tiếng, người này nói nhiều, người kia nói nhiều. Không phải lúc đầu là mình bàn luận, mình chưa hiểu được vấn đề là bao nhiêu. Lị hiểu không? Nãy là mấy cái này không có tàu hủ, nó cá chiên chiên nó dài. À. Nó dài. Mà trắng nó nhỏ rồi mà nuốt vô đồ luôn quá. À. Thời gian. À. Phải được ơi. Mày đây. Ê. Nè ơi, giờ cuộc chơi đi. Ông nhét cây đậu bắp ở trống rồi. Cây đậu bắp. Thì cây đậu bắp ông nhét ở trống rồi ai thua? Thôi nói chứ thua đi ngọ Lị ơi. Ăn từ từ. À, ăn từ từ thôi. Trời nói chuyện gì đi, tự nhiên ăn hoài ra chợ nguyên đám giờ ai cũng dòm ông ăn đó kìa. Ủa không biết mắc cỡ đó trời. Mất hết tự nhiên rồi. Ờ. Tự nhiên ông nghĩ sao ông ngồi ông ăn mà để cho nguyên một đám luôn, ai cũng dòm ông dòm miệng ông ăn, ông ngồi ông ăn hay thiệt. Ông không biết bắt cỡ luôn má ơi. Ê, ban đầu không phải vậy á. Ăn thời gian không cấm đầu ăn đậu má để cho thua. Nhưng mà ăn người ta thả lỏng, ăn ông ăn gì mà ăn như hạm đội, ăn một lần bốc một lần ba bốn viên, ăn một lần một. Thả lỏng á là giống như ở nhà ăn chạy. À. Mấy cơm nó mua cơm sườn nó cho ăn. À. Ăn tự nhiên thả lỏng. Thả lỏng. Chứ đây không thả lỏng được hả? Ăn được nhiều ăn. Còn này cá độ mà đậu má thu phải trả tiền rồi. À. Tội gì mà phải thả lỏng. Gửi xe đi anh ơi, gửi xe giùm em ơi. Ăn đây em mua về. Dạ gửi xe giùm em ơi. Đi tiếp khách đi. Thôi tôi ngồi tôi rồi. Không phải là khách. Cái gì? Bữa nay giờ này tôi không phải là khách. Đâu có khách còn ngồi ăn là tiếp khách. Khách yêu cầu mà. Má mặt ông xanh lè luôn rồi, nặng chanh vô miệng ha. Tu ơi tu, lấy miếng chanh đi tu ơi. Lấy miếng chanh nặng vô miệng không? Ơ trời.
ăn ở nhà mày á, không mất như bằng ở đây. Gặp Thu Phương là đúng rồi, tâm lý nó đè nặng lên, nó giống như suốt suốt mê đăng ti mà nó vô không vô á. Suốt mà đăng ti. Ổng đổ mồ hôi luôn á. Đổ mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con. Hấp tấp. Mẹ anh nuốt rồi trường mắt nghẹn các bạn. Từ từ ăn không nổi, ăn dữ gì. Vâng, thì như mọi người đã thấy thì cái viên chiên còn, nhưng mà chủ sĩ đâu mất rồi. Đó, thì mọi người sẽ thắc mắc là A Lũ có đi đâu. Đó, đây A Lũ có đến đây. Tao ăn cái viên chiên mày ăn. Ủa lấy gì vậy? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Thôi tự nhiên tôi, tự nhiên. Ủa alo. Ủa alo. Nói chứ bây giờ là chơi thì chơi vui thôi, chứ không thể nào mà ép A Có để mà ăn hai hộp cái viên chiên đầy dung như vậy mà 30 phút sao A Có ăn nổi. Đó thì hai phần này nói chung là mình mời A Có ăn nha mọi người nha. Đó thì sợ ổng giống như là ổng ngốn ăn một hồi là sẽ bị ốc ách nha, là sẽ bị ói, là sẽ phát sinh thêm, là sẽ vô bệnh viện nè, rồi sẽ nói chung là nội sôi tùm lum tùm la, làm đó là mấy cái chi phí đó ra còn em giỡn ngu là em sẽ bị tốn money. Thì bây giờ kết thúc clip thì em mới là có một cái clip vui vẻ đó. Mong là những anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác mình ủng hộ, mọi người cứ comment bên dưới. Dạ, mình có muốn quay với có nhiều hơn, nhiều tập không? Là em sẽ quay với có nhiều hơn nữa nha mọi người nha. Và bây giờ thì kết thúc clip, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Dạ, có thất bại. Đó, có thất bại nha mọi người nha. Dạ, phần thắng thuộc về em.